Xin chào quý vị thân mến, hiện tại thì em cái đang ở con đường đi vào nhà em cái với em Vân. Hôm nay thì em cái đã trợ cái phần quà của chị Oanh ở bên Úc ạ. Chị đã hỗ trợ là 5 triệu như anh em bà con ra giúp em cái là cái chuồn trại thì cho như anh em đấy mỗi người một ba gạo. Còn lại thì hôm nay em cái tiện mua vào đây ạ, cái phần quà đấy em cái mua 4 bao nhá. Tức là hôm mà có các bác này, các em này giúp em cái kéo đòn tay này lập cái chuồn nhá, dựng cái chuồn trại hoàn thiện của em cái thì 4 người, trừ anh chứ em Vân em cái Kiến Thánh ra thì em cái cũng mua 4 bao, tạo cho chú đấy một bao. Thì hôm nay thì em cái cũng cái phần tiền đấy nhá, em cái mua 3 đô ủng á, cho anh chứ 1 đô, em Vân 1 đô, em cái 1 đô ạ. Còn hôm nay em cái vào đây cũng mua một cái mân, 6 cái ghế với một cái mân ạ, cho hai mẹ con em cái Kiến Thánh nhá. Cái phần tiền này thì em cái mua hết bao nhiêu thì sẽ ghi ở cái phần đầu video ạ. Còn cái phần tiền còn lại thì chị Oanh cũng có nhát là sẽ để cho tem mà anh em mình nói chung là cái hỗ trợ cái tiền san xe ấy. Thì cái phần đấy thì anh em khác tự sắp xếp tự chia ra mỗi người ít để có tiền san xe đi lại ạ. Thì bây giờ hôm nay trước khi thì em cái sẽ bảo anh em vắt xuống ở đây, đường rất là trơn thì không xe không chở xuống được ở điểm dưới ấy. Vì em cái đã chở từ miều vạt xuống đến đây rồi, nhưng mà chỗ ở dưới này cũng rất là trơn ạ. Thì trước khi em cái cũng sẽ trao phần quà này cho mấy anh em, thì em cái cũng thay mặt cả tem mà cả anh em bà con cũng rất là cảm ơn chị Oanh ở bên Úc, chị đã dành cái phần quà, tức là cái khoản tiền rất là có ý nghĩa cho tất cả tem và mấy anh em bà con ạ, cái bao gạo nữa. Thì em cái cũng có cái lời chúc chị luôn luôn mạnh khỏe và trong gia đình của chị luôn luôn có một cái cuộc sống vui vẻ ạ. Thôi anh chứ nhỉ, bây giờ anh em mình cũng lấy xuống thôi. Có đường này trơn quá em không chở được nhá. 4 bao thì nó nặng quá vì lúc nãy nhá. Mãi. Quá ít nhỉ. Thế xe có chở xuống được không? Một tàu xin tàu. Một tàu. Hả? Cẩn thận nhá. Nhìn bóng bóng thế này trơn đấy. Đi từ rồi, cái này thì anh đi không quên đấy. Vâng, cái này thì thế này. Anh sợ lắm. Nếu mà không được thì một bao thôi. Không có đâu. Cái công việc này bà con anh em hay đi lại thì mới đi được cơ. Em cái thì lâu nói chung là mình đi một cái con đường mình đi không quên đấy. Nhà lâu. Cái mình tìm đồ máy tập xe nữa thảo. Chứ cần đồ máy tập xe nữa. Cứ lúc anh em mình lấy xuống thì gọ vào nhá. Gọ tất cả anh em xuống dưới. Thế nhỉ? Chờ máu không nói xong thiếu mất người ta nhà lâu. Đúng rồi, cứ lấy đi để mình lấy một tí. Ít được lấy không? Ít được bán không? Không, một tàu xin tàu. Một tàu tiếp một hướng. Đi đâu. Cẩn thận nhá. Ba ở trên mẹ thấy. Không biết. Cái này được rồi. Đi anh lấy đẹp. Được quá. Bây giờ đâu? Phát cho chết đi. Dạ, bây giờ thì em tái xin lấy từ cái chỗ này thì mình sẽ mà đi vào bên dưới. Gần nhà hai mẹ con em tái với cô mua ấy thì mình sẽ tập trung gọi là mà anh em các bác vào đấy thì chia cho phát cho mỗi người một bao nhá. Vì cái hôm đấy thì em cái cũng vào đây, em cái cũng nhớ là đã hỏi anh chứ ấy, bảo là bao nhiêu người thì anh chứ bảo là trừ cả em Vân em cái ba người đấy thì chị nhờ được 4 người, hai bác này và hai em nữa. Thì hôm nay cũng mua cho mỗi người một bao gạo. Đường này là rất là trơn, bóng bóng thế này thì lốp xe mình bước càng quá như trơn trượt ấy. Chẳng qua là mấy em đi quên đường ấy thì dám đi không. Anh chứng là cái đoạn này mà nếu mà mưa lên lốp thì không lên được nhỉ? Thôi đi nào. Ủa, dễ tốt tốt mà, phim phùa hết rồi. Cho ai cho tao đi mà, đó la tôi. Cái tủ mộ vào. Đây cái chỗ này trơn lắm nhở, con đi tập kêu cho tốt tẩu. Chỗ này thì hai người đợi nhở. Thì ạ, nhé phần này mình sẽ tốt cả ốt tháo xuống. Tháo xuống là ốt rồi, đẩy lên thôi, đường thì bé. Em cái đâu nhở, hôm nay là sao cũng thấy lên để lấy đồ đấy. Một cửa đi chở ra. Một cửa đi chỗ đất tẩu. Cô có trong. À, cô không chịu chỉnh đâu. Không? Anh mua cái bảo là em cái đi mua cái bà lè về mình làm cái cửa ấy. Ê, cái chuồn mình đã kiên cố thế này mà chắc cũng sợ có cái trộn á. Sợ à? Vâng. Ở trên này thì là như thế vẫn chưa được ấy. Nếu mà xe không đi được thì tháo ở đây nhá. Chúng ta đi đâu? Một không. Hả? Không, không làm tao. Đó, một không. Chơi chấm, không làm tao.
Để đây đâu, chào cô, nhét chế đâu, để đây, lấy đi, để đây, các bác vào đây nhá, anh chú nhá, vâng nhá, vâng, gọi hôm trước có ba bốn người ấy. Chứ tính ra là anh cũng đang hỏi anh chứ bảo là bốn người, ngoài trừ cả em này, em cái với anh chứ này ra thì bốn người, một cân hồng. Chú này thì chú hôm trước cũng vào đây giúp đấy đo đạt này để anh chú còn đục khoan cái lố ra, có những người già như thế thì mới biết làm cơ. Nói chung là hôm nay em cái cũng sẽ gọi chú vào đây, xong tí nữa sẽ trao cái phần quà cho tất cả, là cho hai bác này, và hai bác này có hai em nữa, hai anh em nữa, đâu nhỉ? Đấy, ở tù đấy chứ không? Bố của em này không ra thì em ra nhận cũng được nhá, quý bác ạ. Tuy em cái không biết nhưng mà em cái hỏi anh chứ thì anh chứ cũng bảo là thực tế là bố em này hôm trước cũng ra đây để giúp em cái. Cô vào đây, nó đi tiếp. Đấy, thì nên em cái sẽ cho mỗi người một ba gạo. Em cái đi chợ vẫn chưa về phải không? Thì sao rồi? Chưa. Đây nhá, hôm nay thì em cái mua về đấy. Và đây là 4 bát thì vẫn còn một bát không ra, thì tí nữa anh đưa em đi mình đi vào tận nhà cái bát đấy nhá. Nhỏ mới ít tuổi, tám chỉ nhớ đủ thứ gì thôi à. Nhớ chế thì mình ấm mà cho ấm mà mù nhá. Rồi. Mà cứ mà mù nó. Thì muốn là pê thì vấn đề. Thì hạng thái là ớt của mình nhớ hao rồi. Rồi. Thì hôm nay cũng được chị Oanh ở bên Úc coi như thượng cho em một ba gạo nhá. Nóng gì ạ? Em này nhá. Thật nhiều. Bây giờ mình. Đấy. Con này à, chị nhỉ? Chị thứ po rồi chị ạ? Ý thứ po mà đúng rồi. Thứ po mà chồng. Đấy, đúng rồi, nên cho nó tôi là tủ chi đó chị ạ. Đó, nên chị. Cái này có cái tê à. Ừ, đấy. Thì nếu không ra, có ra nhận được mà. Đúng rồi, nếu chị tôi mà chua tủ này mà chua tủ chị tủ nhó thì nhó thế. Nhó có tỏ tê hiểu tủ nhà lòng này tủ đấy. Tủ chị tôi mà xin mà nhớ thì mình chỉ ba thông rồi nhá. Đấy là thì cũng là con của chú này, thì tức là chắc khác ở riêng thì thôi, tí nữa chắc em cái cũng sẽ gửi cho chú cũng chở đi thôi nhỉ. Ôi chào chú, chứ đi đâu ấy à? Đấy là đi bán đá mày đá dưa mày rau à? Đi lấy đá dưa mày rau à? Thế rồi nhiệt tình đấy à? Đấy chú ở đó đá dưa mày rau đi lấy đá dưa ở dưới đất về mày rau. Đá dưa mày rau đây. Với bác ạ, bố em Vân bây giờ nói chung là đã ở với em Vân ấy, hai bố con cứ nói chung đang nương tựa sống với nhau thì rất là vui vẻ thôi nhỉ. Thế thì nếu mà có một em kia nó xa quá thì không ra thì tí nữa chú cũng tiện trợ đi nhá. Mình chỉ bác thông một cái rồi tụi tôi là được đó nhá. Rồi rau mình nóng luôn đấy. Đây vì em cái cũng tiện trao, vì nói chung là con trai của chú ấy đi tìm po đấy, đi po mà nóng là người tôi nó uống hết rồi đây. Tí thì anh được bán được thâu và đông để thâu vừa thâu nè. Uồn trắng cua vô chê. Mà lập vừa mới thủ mùa thì là bụi tí bố. Vị nên sợ tôi bác. Nhá. Đây có cái mân này thì của em cái với cô mua. Ổng này thì hôm nay mua vào thì cũng cho anh chứ này, em cái này, em Vân muốn người một đô này thử đi nào, có vừa không? Đấy, em phải thấy cho sang một tí nữa, cũng mong là tất cả mấy em các bác cũng là cảm ơn chị Oanh một câu. Thử kia, thử luôn đô nào mà
Vừa không? Không vừa thì có thể lấy đi đổ lại hoặc là thế nào? Chỉ kia này. Cho kia này nhá. Đô này là em cái. Rồi. Cho kia là cho kia. Đi luôn. Chúng ta chọc kia. Chúng ta chọc kia. Chúng ta chọc kia. Đúng rồi. Vâng, đi luôn nhá. Thế cái đô này để cho em cái. Nhá, cô nhá. Lấy đô 40 bây giờ hãy mưa liên tục ấy, thì mình phải đi ủng ạ, đi ủng tránh cái đất cái cát nó ăn vào chân. À rộng đi mà to to kia nhá, con đi mà yêu há lò, con đi mình chỉ là vua lò thì mua lúc trong này, trong lúc trong rộng này, lúc trong lò này này, rồi không thì phút được tao cái. Đúng rồi, trong trong nó mổ nhá, đi sẽ trong rộng. Trong rộng. Thôi đi mà, này này sẽ đào này sát xanh cho tủ mùa, tủ chị quanh nhé, nhấp một tỷ. Bên úc ấy, ý lỏng vì nếu mới học không thì phút nó sẽ đào ấy. Cho sáng tuần mùa. Cho sáng tuần mùa. Phút thu đọc ấy, cho đào ấy, cho sáng tuần mùa. Đây. Vâng, cứ cảm ơn đi. Cảm ơn chị Oanh với úc. Em biết nó thì một thông thì em nó. Em cứ cảm ơn. Em vâng, cảm ơn cho chị Anh ở bên úc. Vẫn gửi ít quần với Z về cho anh em với đồ Z về cho em. Em rất là cảm ơn cho là chị nhiều. Để đỗ ổng nhá, đỗ ổng. Má bảo, sát sánh má bảo vì ông gặp khó cho bố đâu và bố tiết sát sánh tuổi mùa ấy. Hát lẩu. Chúng mình thấy sát sánh ơ, ơ dưa cho khẩu trong thế, mà mổ thế cho trong rậu thế, tôi bố đâu, ý nó mổ thế, tao rậu là sát sánh ơ. Thế bố gặp khó đâu, tôi cái thế, sát sánh ơ, tụi mình thấy ơ, cháu sát sánh ơ mà. Đây ạ. Bây giờ là từ cảm ơn tất cả của bà con mà anh em thì cả em Vân với anh Chứ này, mẹ của em cái nữa, rất là cảm ơn chị Oanh ở bên úc đã dành cái phần quà rất có ý nghĩa với tất cả mà anh em. Có mấy em cũng giúp em cái làm cái chuồn mỗi người được một ba gạo, có anh Chứ em Vân em cái mỗi người được một đỗ ủng ạ. Thì hôm nay cái từ cảm ơn của mà anh em cũng rất là cảm ơn chị Oanh ở bên úc. Thì hôm nay thì em cái cũng thay mặt cho cả anh em cũng rất là cảm ơn chị Oanh đã có cái phần quà rất có ý nghĩa cho bà con, có cái đồ ủng cho ba anh em, anh Chứ với em Vân em cái để đi lại cái công việc hàng ngày ạ. Mùa hè này thì nói chung là cũng hay mưa liên tục, mình có đồ ủng tới này, nếu mà anh Chứ có thể lán nền nhà ấy thì anh Chứ cũng sẽ đi ủng để lán nền. Anh Chứ ạ, tiện là em cũng báo cho anh nhá, đây là cũng một cái khoản tiền ấy, hôm trước ấy cũng bảo là có người để giúp cái anh làm cái nền nhà ấy, làm cái nền nhà ấy cũng là cái được cái sự tài trợ của chị Oanh ở bên úc nhá, đấy là 10 triệu thì nói chung là em cũng tiện báo cho anh biết nhá. Mua từ mùa pá cho không nên thì tôi pá cầu chỗ khỏi du lệnh cô che hải rô bao đây chị im chặt ý là hay có bao nhá. Em cái cũng tiện báo cho anh Chứ biết cái khoản tiền để làm nền nhà cũng là được sự tài trợ của chị Oanh ở bên úc đã hỗ trợ là 10 triệu để mình mua vật liệu để cho anh Chứ làm cái nền nhá. Đây bây giờ thì cái phần quà em cái cũng trao cho mà anh em thì mình cũng sẽ lấy về thôi nhá. Thế nhá, nên mà tao đi nếp bát thông rồi nhá, tao đi mấy giờ từ nếp là bát thông rồi tủ tú nhá, mà bát thông rồi nhá. Cho xanh đi. Là ba tôi tổ cái uống giống của đi ạ. Đây là cũng chú này cũng giúp rất nhiệt tình ấy, rất là may có chú vào đo thiết kế đo đạt thì mình dựng được cái chuồn. Thì anh Chứ cũng nhờ sự giúp đỡ tuổi từ chú này nhá. Nhá, em lấy đi cho bố nhá, ra một cho tổ chi nhá. Đây nhá, em cứ lấy đi nhá, vất vả. Vất vả hôm đấy thì cũng có em đi giúp chở pro đòn tay các kiểu về lập hoàn thiện ạ. Thì mình được cái sự tài trợ của cô ấy, chị Oanh ở bên úc ấy nữa, biết là anh em mình cũng rất là vất vả giúp nhiệt tình rồi. Chị có mỗi người một ba gạo thôi, quý tí có xu đâu nhá. Cho tao mà tao mà cư mù nhá, rồi cho tao xía nhá. Thật thì thôi chị mà pa ta đi mà cư mù đúng không? Lấy đi thôi. Mình cái đồ này thì mình sẽ lấy vào nhà em cái để giúp mình. Thế thì thôi chú giúp cho chú này. Dạ đâu rồi? Thế nữa, rồi.
Hiện bây giờ thì em cái cũng xin lấy cái mân là thì em cái lại đi chợ. Nếu mà em cái ở đây thì cho em cái đi thử luôn. Vâng nhá, bây giờ mình có rau ủng này đi nhá, mùa mưa ấy. Vâng. Phải đi tránh đất này nó ăn vào chân ấy. Cô ạ, bây giờ thì mình có cái mân này, có ghế rồi, có khách vào thì có thể ngồi hoặc cái mân để ăn cơm nhá. Mua lúc trồng thì cho chú rậu là mà thầu thì nó mỏ nó sợ trồng nị. Thì mua lúc này mua phùng thì mua trồng rậu nhá. Nhất gì ơi. Cho nên mà chúng ta vô là phú rậu nó mỏ này, mua phùng thì rậu này hả? Mình chỉ sống mua cho trẻ hả? Mình cứ lấy ra ngồi, ngồi xong thì mình sẽ gắt gọn gà vào nhá. Em cái mua 6 cái ạ. Tổng tất là 6 cái ghế, một cái mân này, 3 đô ổng, 4 bao gạo, mua hết rồi. Đây cũng là cái khoản tiền của chị Quanh ở bên Úc đây dành cho hai mẹ con, nhưng mà tất cả anh em bà con ấy. Thảo thứ ở lầu nếu mua rậu, giờ thì chỉ rậu mà tôi mua cho nị hả? Nhá, bao thế nhỉ? Thôi, mình thảo thì chỉ rậu mua cho ít hơn này. Lúc trong thì mà thảo thứ nó mở một gà lầu, chỉ nó mở mua cho ít con cho son này, còn nó nhớ là rồng nhá. Ôi, để cho nị cào xuống rồi là. Để cho cào xuống rồi. À, đi hái rau rừng, cái này ở rừng nhá, lá gì thì Tiến phổ thông đó lúc em cái cũng không biết là rau gì ấy, nhưng mà bà con ăn cái loại này cũng rất là ngon ạ. Nhá, nhắm mùa mưa đẹp của hấu tôi nó. Đây, ốc sách chí, đẹp của hấu. Cô cũng đi chăn dê về. Đây, hấu này giả chí nhỉ? Tôi chơi dành đồ đà bát đúa hả? Thiếu. Thì phải lấy mất cho tao. Đúng rồi, mình xếp gọn gàng thế này. Mua chó này đi được. Mình mới cho chơi dành ở chỗ hôm nay. Mua vào. Mua chó này đi lý ấy, đi chỉ mua chúa hả? Thảo uống một sách chí đây là mà sao nhất đây đây dạy thì phải lấy tê mà uống mất cho để trong hôm nay. Đây. Thì là cô cũng em cái tiệm vào đây cũng xem lại cho mấy con. À đây vẫn có cái ngô đây à? Hả? Phải một quần rồi, tao ít xếp rồi đấy. À, em cái vẫn đi làm thuê để kiếm được xin ngô đây hả không? Một quần rồi. Tao cho tới xếp cửa thôi. Đây là một xin, một xin ngô thì mình làm một ngày công cũng được một tuần này thôi. Quý bác ạ, quy đổ ra cái này bán ra tiền thì được 120.000. À, cái ngô này ạ. Cái ngô này mình nghiệt ra ăn thì chắc trong một tuần thôi. Hai mẹ con thì chắc cũng tính là 10 ngày đấy nhỉ. Với mì mến à? Nó mỏ móng nó. Nó mỏ móng à. À, xin nhá. Tao chúng mua trò xíu gì đi nhá, thì mà mua chia này cũng mà uống mỏ no nhiều nhót gì không? Thế tụi cái thật gì lỗ? Ít mình chỉ nên lỗ. Ít mình chỉ lỗ thế nào? Ít mình chỉ nên lỗ. Thế nó chỉ cho một nồi xíu ra cho. Cho một lọ à. Im chỉ cho đi mà lọ mà hai cái bỏ cái trâu nhá. Thì nó cái về bảo cho phải thử đấy đi vừa không. Em cái tiện vào đây xem lại ạ. Hôm nay vật nuôi. Nghe cô bảo là cô cũng vừa đi thả vừa đi trang về. À đây đúng không, vừa trang về cũng ha, nhìn cũng rất là non đây. Còn đống vẫn đang đây. Anh Chứ đâu nhỉ? Anh Chứ ơi! Chắc là... anh em nước xong thì mình tiện là đi vào ấy, lấy bao đấy đi vào, xem con bát đấy gọi nhà không? Chào. Ít thế mà anh biết xìm xùa lúc chê à, từ tiên thô này. Ra là bó xù xìm xùa. Dạ, thì em cái tiện vào vì cái bát đấy cũng rút rất nhiệt tình ấy. Thì nhà bác cũng gần đây thì em cái công ty sẽ lấy cái bao gạo, mình sẽ đi vào thang lệnh cái gia đình bác như thế nào nhé quý bác ạ. Từ lúc bắt đầu làm cái công đoạn từ ăn đến dết cho đến hoàn thiện cái anh chuồn của em cái chỉ có mấy bác với chú này thôi, hai người đấy là người có tùa mà cũng người biết làm ấy, cái công đoạn rất là khó. Đây, mình là thanh niên mình chỉ là dùng sức đi kéo này, đi lên trên lập các kiểu công việc mà mình biết thôi, còn cái đo đạt các kiểu đục lỗ thì mình cũng chưa biết. Nhà ở đâu nhỉ anh Chứ? Nhà ở dưới này à? Thế tiện cũng đưa thế nhỉ, đưa em đi đi bộ thôi nhỉ? Đi bộ thôi. Thế thì đi thôi. Nhà ở đâu nhỉ anh Chứ? Ở dưới này à? Dưới vào đây hả? Thì thế thì bác này cũng giúp ra giúp rất nhiệt tình ấy, coi như là nông để phi tụ của in hông là hả? Cái hôm đấy thì em cũng vào đây mà em biết mà chỉ có bát ở đây, cái chỗ nào mà chưa được bát làm cho hết. À nhà này luôn à? Vâng, nhà này. Không biết là bát có ở nhà không nhỉ? Chị nhớ chạy đồ không? Nó bảo là đi làm nữa hay sao? Thế à, hóa ra là nhà này, thì bác ạ.
nhà của bác đấy ở đây. Đây là gia đình. Nhà to nhỉ? Ủa, đây. To. Nhà này to lắm nhỉ? Vâng nhỉ? Lọc hết đúng không? Sáng đi hôm nay đúng là có hai con trai của anh bác đấy, tức là lấy từ miền từ tú đấy nó đây là đây của em của cùng em út rồi à. Đây tức là con trai út của bác không đấy phải không? Vâng vâng. Đây thứ ba nhà tuy nhà gỗ thì mà nhà rất là to, làm hai cái mái hai bên đấy, làm hai cái trái hai bên thì nhìn rất là ở nhà anh cả vợ vâng. Đấy hãy gạo vào đi em lấy vào gạo vào đi em cái vào đây để thăm lại cái gia đình bác đấy đi, cái nhà cũng rất là to đây. Rất là rộng rãi nhá quý bác ạ, thật chán luôn. Ủa, cái cột này to thế nhở. Ủa, 20 phân to thật nhở. Ô chè thì lô thiếu chè lô à. Đấy ạ, cái nhà rất là rộng rãi luôn. Tuy cái nhà này mà nếu mà nâng cất lên hoặc là mình làm nền sạch sẽ nữa thì rất là khang trang luôn. Nhưng bà con thì căn nhà như thế này thì chắc tốn rất là nhiều tiền đấy. Chú xanh thì tiếng lo thế nào? Tiếng trẻ luôn à? Chú lo thì mua chật chật mi đi tú mi trái nhỉ? Chí tử tú. Chí tử tú gì á? Chí tử tú là lo thẳng trái. Chí tử tú nhỏ? Chuông đó tụi này giờ tụi cả tứ là bé tụi lo nhau là bé tụi xài cả món này chứ tụi phi tụi thế tức là mấy chín tụi tứ phải không? Năm con trai à? Năm con trai thì tức là năm con trai bao nhiêu con gái? Bốn con gái chín. Ủa rồi đây quý bác ạ, năm con trai bốn con gái tổng tất là chín, nhưng mà bác đấy cũng là làm người cũng rất là chịu khó đấy nhở. Nếu mà như gia đình mà không chịu khó thì chắc không có nhà to rộng như thế đâu nhở. Ngồi đây anh cái. Đây, dạ. Em cái vào đây nhìn thấy cái căn nhà rất là rộng rãi luôn. Nhưng mà chắc từ lúc mà bác đấy thì chắc cũng làm cũng rất là nhiều tình chịu khó nhở. Hai vợ chồng ấy. Đúng rồi. Để con cái nhiều thế mà mình vẫn giàu có, mình nhà với cao cửa rộng thế này ấy. Phải không? À, chú đấy vẫn là có một cái nhà ở bên kia nữa mà. Bác này vâng. À, nhà này là chưa là ông nhà của ông à làm nhà này nhà của ông vâng. Bố với bà với ông mất hết thì chú lại về ở thôi. Chú lại về ở đây thì vâng. Tức là chú khác có cái nhà riêng á. Vâng vâng. Ôi dồi ôi. Thế à đây thì ý nghe qua em Vân kể là cái nhà này nhà của bố mẹ của bác ấy, bố mẹ của bác ấy mất hết thì bác mới vào đây ở. Bác cũng khác có cái nhà riêng nữa. Thì cái nhà riêng ở đấy thì ai ở? Bây giờ có một anh ở mà. À đúng rồi, tách ra để cho một con trai ở đấy phải không? Vâng. Nó bảo là để nhiều con nhiều con như thế thì phải cố gắng làm nhiều. Đúng rồi, là cái nhà. Đúng rồi. Thì là bác này cũng có cái tư duy cái suy nghĩ ấy. Mình có 5 con trai, 4 con gái. Thì bốn con gái đi bốn con gái thì chắc đi lập gia đình hết phải không? Đi lấy chồng hết phải không? Vâng. Lấy chồng hết, còn một con. Còn một con thì đang đi học à? Vâng. Thế tính ra là 3 con thì đã đi lấy chồng hết rồi. Hiện tại thì em cãi vào đây cũng bất ngờ có một cái nhà rộng to thế nhỉ. Thế chắc cái gia đình này, nhà này cũng có nhiều vật nuôi nhỉ? Đi đưa anh đi xong lại thang lại con vật nuôi tí được không? Vâng vâng. Một chút chơi gì đâu? Tao mà. Nhưng mà em này, hai em này cũng là người nhà đấy không? Biết được không? Chơi thành không? Dạ. Mình muốn là thăm lại gia đình vật nuôi thì ít nhất phải có một người trong gia đình, người nhà trong đấy. Mình đi thì tránh cái tình trạng mà người ta có cái suy nghĩ ấy, người ta có cái suy nghĩ bảo là mình vào người lạ vào đây thì lại có ý đồ xấu, nhưng mà thực tế là em cái vào đây cũng phải có những người quên mình mới biết mình dám vào đây thăm lại chuồng trại. Ủ đây cái chuồng trại này cũng may đấy, kiên cố nhỉ. Vật nuôi ba con hả? Vâng. Thế chắc cũng dám một con đi làm rồi hả? Tổng hết là 3 con hả? Tổng hết 3 con á? Nhưng mà vẫn không phải của chú ấy. Hai con thì con gái thứ nhất với là chồng của nó đi làm thuê đấy, nó không có ai trông thì dám về đây cho. Dám về đây cho. Thế con nào? Con nào? Hai con bên này sao? Hai con bên này là của con này thì bà ngoại với bố ngoại, mẹ ngoại với bố ngoại của anh này đưa cho vợ.
Thì con này thì chắc bên ngoại cho con trai của bác ấy để làm giống. Còn một con này thì gia đình bác này chỉ có một con phải không? Vâng. Dạ. Nói chung là cái chuột trại cũng kiên cố thế này được rồi. Một cái gia đình mà tuy mình cũng rất là đông con, cũng rất là chịu khó. Có cả gia đình dạy nhà cao cửa rộng, chuồn trại kiên cố thế này được. Những người mà nói chung mình để con cái nhiều á, mình phải quyết tâm, phải phấn đấu ấy, mình phải làm cho bà con hàng xóm đừng có phê bình. Nếu mà mình cứ để cộng đông con như thế này, mình mà không nuôi được con cái, mình lại ở nghèo đến mức mà không nuôi được con cái thì người ta lại phê bình, người ta bảo là thôi mình đáng nghèo, mình không nuôi được bản thân, mình cần gì phải để nhiều ấy. Có một số gia đình thì em cái cũng không cũng công nhận, cũng rất là công nhận những gia đình ấy. Tuy con cái rất đông nhưng mà gia đình rất là khá giả, không giống như gia đình mà lại để ít mà lại lừa nữa. Nói chung là phải chịu khó, mình để nhiều mình cũng phải chịu khó để làm cho anh em bà xó, hàng xó ấy, đừng có mà ghét mình này, đừng có nó xấu mình ấy. Thôi thế thì về nhà nhà uống nước. Cái này cái gì nhỉ, cái đầu gì nhỉ? Hả? Lá chín nhỉ? Cái này không biết. Ô, trước cửa chín thì làm gì? Ý là lúc ta hao chín nhỉ? Sẽ đúng, chỉ bao thế này. Chỉ cho vào là tôi cho chiếc cổ nữa. Chiếc cổ hao giống như cái này bao. Cái này giống như cái gì ấy, em cái cũng không biết. Xưa mình để trước cửa chín. Cái này tí tàu đấy à? Nhà mùa một xe hả đây? Hả? Mùa xe hả đây? Đi lên nhà em uống nước à? Vâng. Ồ, anh cũng tiện vào đây trao quà xong rồi muốn thăm lại cái gia đình chú bác này, vì bác này không giúp em cái làm thì cũng rất nhiệt tình ấy. Thì không biết là cái hoàn cảnh của bác này như thế nào? Hóa ra là bác này cũng là người có tuổi mà người cũng biết làm ấy. Thì làm cái gì cũng phải ra cái đấy luôn. Cái nhà cũng rất là cao. Chỗ này thì trước kia đang sang tới này, nếu mà làm cái này nhà đây phải không? Vâng vâng. Bà con bảo là bây giờ đang còn có hai con trai thì làm cái này xong để sau cho con trai làm cái này nhà. Tới này sẽ nếu mà tách ra thì có phải dựng một nhà đây phải không? Vâng. Bà con các thì có rau nhiều đây phục vụ được cái bữa ăn hàng ngày nhá. Không cần phải đi chợ nữa, mình có rau này ăn rất ngon. Ít nhất một cái gia đình phải có một cái vườn rau ạ, để cho mình thứ nhất là cái phục vụ cái bữa ăn hàng ngày của bản thân mình, mà thứ hai thì cũng tránh cái tình trạng mình phải suốt ngày đi mua ấy, tóm cái tiền của mình ấy, mình lại không, đôi lúc mình không có tiền mua phải không, mình lại tận dụng được cái chi phí nữa. Nói chung là thế, em cái cũng vào đây cũng tuyên truyền, nhưng mà một số bà con thì người ta cũng rất là lừa mà không chịu khó. Nhưng mà thứ nhất cũng phải có nước nữa cơ. Thứ hai cũng phải có đất gần xung quanh nhà nữa cơ. Không có thì cũng rất là khó. Đây cũng điện lứa các kiểu nhỉ. Anh chứ à, lấy cái làm gì ấy? Em gặp một cháu của ấy không? Để bên nào phải nó chất. Đun nước à? Ủa, trên đây. Thôi nhỉ. Em cái em Vân cũng bảo em cái lên đi, chắc em cái sẽ tiện nhà cũng vào đây cũng đi sang nhà em Vân tí nữa nhỉ. Đây, hôm trước nhà hai bố con em cũng làm khơi ránh phải không? Vâng. Đúng không ạ? Đây, thứ ba nhá. Hôm trước thì có dán dép vào ấy, mưa to thì mưa hay tràn vào, hoặc có con dết con dán vào không? Đúng rồi, mình cứ phát cỏ rộng thế này này, hoặc là mình khơi cái ránh nhá, lấy cái đất vào lấp ở đây, xong thì có mưa nó không tràn vào này, con dán dép nó cũng không vào hả? Vâng, sợ nhất là mưa vào thì tràn vào nhà. Đó, đúng rồi. Em ở. Được ạ, bây giờ nếu không mà em cái vào đây thì là em Vân cũng bảo là có con rán chu vào đây này. Nhìn bây giờ hai bố con đã tu sửa đây. Đã khơ rồi. À, cũng lấy mấy cái cây này mình nè thế này phải không? Vâng. Em phải nè xong rồi buộc nhá. Mình lấy cái dây buộc cho nó chát tí. Vâng. Nói chung là lúc gió to sợ nó tóc em, mình đã bị tóc một lần rồi không? Bây giờ em đang đi tìm đá về buồn vào cho nó nặng rồi. Vâng. Đúng rồi, em lấy đá bùa đè vào đây. Vâng. Cho nó nặng tí. Khơ như thế này thì mưa nó không ấy rồi, nó không thể tràn vào. Yeah. Đã khơ qua đây nhá. Khơ qua cái chỗ này đây. Đúng rồi. Chú đang mày rau à? Mày rau. Mày rau để làm gì ấy? Mày rau thay rau à? Thay rau thôi. Ừ. Cháu cứ tưởng là chú mày rau để thái rau thịt hoặc là mủ gà. Ừ. Hả? Thay rau chuông ăn à? Thay rau chuông ăn thôi. Ừ. Dạ, cứ hai cái chú này cũng vừa đi lấy cái đá này về mấy. Lại đá dưa này ra mịn đi. À đúng rồi, đá dưa này nó mịn về. Ra mịn, nhưng mà
vải xong thì nó cậu đủ lông tóc lông chanh à. Dạ. Lại này chú và chú mày con dao này, này cho sát sát luôn xong để hơn đúng rồi. Ừ, để hơn để thế không? Ờ, để hơn mày rau sắc quán cậu đồ lông tóc à, chú mày cho sát sắc luôn vì cậu lông tóc luôn thế được vì lông chân lông tóc à, em cái cũng thấy rau cũng nó sống quá à. Ừ. Đúng rồi, mình không mày thì nó cùn quá thì nó ừ. Có lợn này là để hơn đất tàu ấy à. Đất tàu là không sao bị kiểu gì đâu. Đại này nó sao bị hơn đây. Bố của em Vân bây giờ nhá, nhà chịu khó. Rồi chắc em cài vâng. Em cài em chơi đi vào xin chào. Bố là chuẩn bị đun nước hả không? Vâng. Ơi, em vừa đi mua cốt về à? Vâng, em đi hôm nay em đi chợ mua cốt về à, làm nương à, đúng rồi, mình phải chuẩn bị có cuốc này, có con dao này, các kiểu mình làm nương, ý là trồng trọt cũng phải có cuốc hả? Vâng. À, em mua cái bó hương này để làm gì? Mua về thanh manh cho mẹ. À, em mua về mấy hôm nay là mùng 3 thì thanh manh phải không? Vâng. Hôm nay là tức là không có 30, hôm nay mùng 1 rồi. Vâng. Yeah. Em và Vân đang chuẩn bị bó hương này đi thanh manh hôm trước thì em cãi vào đây cũng hỏi bố con này, em Vân ấy bảo là sẽ thanh manh cho cả ông bà với mẹ của em Vân ạ. Thì chắc hôm nay tiện chợ phiên Liên Sơn thì em Vân đi chuẩn bị có mấy cái tiền nhé và má tức là giấy cái này ấy, đổ ra tiền nhiều thế nhỉ. Cái chỗ này mua về hết bao nhiêu tiền? Cái này mua hết 30.000 ạ. Cả 30.000 cả hương các kiểu không? Cả cái này hết tổng là 100.000. À, 100.000 phải không? Vâng. Cái cốt là 75.000. Cốt 75.000 nhé. Vâng. À, trước các cô bác cứ tiền về thì em không mua cái gì để dư đi mua cái cốt về với mua giống ngô về trồng. À đấy ạ. Thưa bác nhá. Vì cái hoàn cảnh của em Vân rất là khó khăn khổ nhưng mà em Vân cũng rất là tiết kiệm cái đồng tiền được các cô bác hỗ trợ cho em Vân để chi tiêu, nhưng mà em Vân chi tiêu rất là đúng mục đích luôn. À, cái mình có các cô bác hỗ trợ cái đồng tiền ấy, đến lúc mình cần dùng đến thì mới dùng đến, sử dụng đúng rất là mục đích nhá. Vì mẹ này, ông bà đến mùng 3 tháng 3 âm lịch thì đi thanh minh, em Vân chuẩn bị hương này, cái giấy này, các kiện, còn chuẩn bị lấy cái muối cuốc về để trồng trọt nữa. Thế gấp đi thôi. Vâng. Chưa đi chứ không? Chưa, hôm nào mình thanh minh, đúng là mùng 3 hay là mùng 5, mùng mấy? Mùng 3 nè. Mùng 3. Vâng. Ăn cơm chưa? Chưa ăn, em đi chợ về xong này. Chưa nấu cơm cho ăn hả? Chưa, sáng nay bố ở nhà, bố sẽ nấu cơm ạ. À, vẫn còn gạo chứ? Còn mà. Còn, để trong hòn hả? Vâng. À, thế rồi, bây giờ mình đồ đạc cái gì cướp ở trong hòn nó yên tâm hơn nhá. Vâng. Hôm nay em tự là đi chợ mua cái đấy về xong là mai đi tìm gà. À, mai đi, em đi tìm mấy con gà? Vâng, đi tìm nhưng mà không có tiền, không biết đi tìm nữa, nó có cho không ấy. Vâng. Ừ, thế nhá. Dạ, hôm nay chủ yếu là em cái cũng về cho có phần quà của chị Oanh bên Úc cho tất cả anh em đang giúp em cái làm cái chuồng trại. Thì tiện thể đi thăm cái nhà của bác đấy, em vẫn mời vào đây uống nước thì thôi. Em cái cũng vào đây cũng nhìn sức khỏe hai bố con cũng đang vui vẻ, đang đoàn tụ như thế này thì em cái cũng rất mừng. Thôi chắc có lấy anh cũng có chứ công việc bận thì anh cũng xin phép về thôi nhá em nhá. Thôi nước nô thì để làm sao anh vào đây uống sao cũng được nhá. Vâng, thì em còn có chút công việc tí nữa em còn đi bận đi trồng ngô các kiểu. Rồi em bận đi trồng ngô và đi làm đấy thì thôi. Anh còn bận việc nữa anh ra anh đi nhá. Vâng. Đấy. Bây giờ thì em cái còn có chút công việc bận nữa thì chắc thì em vẫn còn đi trồng ngô ạ. Vừa đi trở về chắc buổi chiều cũng đi đổ công đi giúp bà con hoặc là mình đi làm cái phần của mình. Chắc bây giờ em cái cũng xin dừng video tại đây ạ. Xin chào quý vị khán giả ở cái video tiếp theo.